Để chiếc BM10 trên thoại chỉ to bằng đúng hai ngón tay của mình thôi. Alo, điện thoại mini xin nghe. Bạn nói chất lực à, lại nhầm. Nói chung là mấy cái trend trên TikTok mình không hiểu đâu các bạn ạ. Mình cũng không hiểu ở đâu ra cái trò điện thoại 100k mà lại... Diễn đến thôi. Đây là một chiếc điện thoại mà giá trị của nó khi các bạn mua về chắc là cỡ khoảng trên 100k tùy nơi bán. Đó, hay để mình kiểm chứng xem là một chiếc điện thoại có vài triệu view trên TikTok, hai sim, màn hình OLED, có cả thẻ nhớ, bé bằng đúng ngón tay mình như này, thì có làm ra cái trò trống gì không nhá. Với chiếc điện thoại này thì mình thực hiện một số bài test cơ bản đúng chuẩn template Relab như là chơi PUBG Mobile, chơi Genshin Impact, đo nhiệt độ sau khoảng 30 phút chơi game. Và nó giữ khá tốt ở Genshin Impact ở mức max setting khoảng 60 FPS trong khoảng 10 tới 12 phút đầu. Sau đó thì nó drop FPS nhẹ nhẹ và đó là chiếc iPhone 12 Pro Max mình đang có ở đây. Chứ còn cái điện thoại này thì bạn nhìn là nó các bạn đấm cái vỡ mồm. Đùa nhạt quá nhưng mà đó các bạn nhìn là các bạn hiểu rồi đúng không? Là nó không thể làm một cái gì cả. Tuy nhiên thông số nhà sản xuất ghi trên hộp thì cũng khá là kinh khủng đấy nha. Đầu tiên là sẽ có rất nhiều tùy chọn màu sắc. Cái phiên bản này mình thấy bán từ lâu trên Shopee các kiểu khoảng 180k rồi. Gần đây anh Ngọc, anh ấy săn sale được 160k. Cả ship là 170. Thì mình sẽ để cái link mua hàng ở dưới phần mô tả video để các bạn nào muốn trải nghiệm thử nhá. Dù sao 170 thì mình thấy, mình nghĩ rằng là nó không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng mà với nhiều người thì 170 để mua một chiếc điện thoại đồ chơi vui vui như thế này thì cũng khá là hợp lý. Bởi vì là bằng hai cái vé xem phim thôi mà. Thời kỳ mùa dịch không đi xem phim được thì thì mua đồ chơi ở nhà cũng ok đúng không các bạn? Thiết kế phong viền của nó thì rất giống với chiếc Nokia 3310, tương đối huyền thoại. Và đây, mình có một chỗ có thể bệnh ngón tay vào và mở nắp lưng ra cũng tương đối dễ dàng. Viên pin của nó có dung lượng là 380mAh. Ok nhá, ở đây mình đã lắp sẵn cả hai sim rồi, bởi vì nó có hai khe sim và thậm chí là một khe thẻ nhớ trên này luôn. Nhưng mà thẻ nhớ này thì tất nhiên các bạn không thể lưu ảnh, lưu video, hoặc là các bạn có lưu thì các bạn cũng không xem được qua cái màn hình này, mà là chỉ để lưu nhạc nhẽo để phát thôi. Đề cập thêm một chút về các cổng kết nối thì con này sẽ sạc qua cổng micro USB trên này và không có jack tai nghe 3.5. Ok, bây giờ mình sẽ thử gọi đến cái chiếc điện thoại L8 Star này để xem thế nào nhá. Ok, đây là một sim trong số hai sim mình lắp vào, sim Viettel. Uầy, tiếng to phết các bạn ạ, to thật sự. Đây là mức âm lượng to nhất của cái loa này. Và nó đủ to để báo thức hay là để báo cho người khác biết cuộc gọi đến luôn. Ok, tới sim thứ hai mình đang gọi từ chiếc 12 Pro Max này. Đó, nhận cuộc gọi bình thường. Tức là hiện tại mình thử qua với sim Viettel và sim VNPT, sim Vinaphone thì đều nhận cuộc gọi thoải mái. Mình sẽ thử gọi đi nhé. Của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Sim hết tiền các bạn ạ, thông cảm. Sim khác, gọi sim khác. Gọi sim khác được. Đây, chọn sim 2. Đúng rồi, sim 1 mình hết tiền các bạn ạ. Đó. Ngay đầu tiên mình chưa muốn chia sẻ sâu về những cái tính năng bên trong mà mình chỉ muốn thực hiện những cái tính năng cơ bản nhất thôi. Đấy là cuộc gọi, nhận và nghe. Thì chiếc máy này đều hoạt động được tốt với cả hai sim. Rồi, thế thì bây giờ đi sâu hơn một chút này. Nó thao tác sẽ giống những chiếc điện thoại Nokia mà chúng ta đều quen rồi thôi. Điện thoại bàn phím T9 truyền thống ấy. Có những nút tùy chọn hai bên, nút gọi, nút tắt, gọi là tắt nóng hoặc là tắt nguồn máy, hoặc là trở về phím home luôn. Hai phím đều hướng nhá, không phải 4 đâu mà chỉ có lên xuống mà thôi. Và màn hình của nó rất nhỏ, thật sự chỉ nhỏ bằng móng tay mình thôi này, nhỏ hơn cả móng tay cái của mình. Nhưng mà họ lại ghi trên hộp đấy là màn hình 0,66 inch OLED. Thì cũng đúng thật, nếu mà che tối lại thì công nhận là màu đen nó cũng sâu các bạn ạ. Mỗi tội là màn hình này là màn hình hai màu. Có cả những cái profile như kiểu là dùng bình thường này, im lặng này, hay là đang họp. Kiểu giống kiểu iOS 15 mà có focus ấy các bạn. Thì ngày xưa Nokia đã có và chiếc điện thoại này đang dùng những cái hệ thống, những cái cài đặt như vậy. Đấy là có những profile khác nhau. Và cuối cùng một tính năng tương đối hay, mình nghĩ rằng các bạn nên biết là BT Dialer, chính xác là Bluetooth Dialer ấy. 1, 2, 3, 4. Ui, cái cách kết nối Bluetooth rất giống như chiếc điện thoại ngày xưa. Hai bên cùng phải kết nối với nhau, xong rồi một bên nhập passcode, bên kia confirm, xác nhận cái passcode đấy là 1234 chẳng hạn. Thì bây giờ sẽ pair. Và bây giờ cái chiếc điện thoại này nó thực hiện, nó đang hoạt động giống như là một cái tai nghe Bluetooth các bạn thấy không? Ui, mình sẽ thử bật nhạc nhé. Ơ, từ, nhầm, nhạc này bản quyền. Đây là tôi mở lại nhạc không bản quyền, mình test loa các bạn xem nhé. Ố?
tiếng nó phát ra từ đâu vậy? À đây à? Đây. Nói chung là vì chiếc điện thoại này nó không kín cho lắm, cho nên là các bạn phải bịt tất cả các lỗ. Nó chỉ có một cái loa thôi, chứ nó không có nhiều loa đâu. Nhưng mà các bạn sẽ phải bịt tất cả các lỗ lại để có thể ngăn cái âm chui ra. Với mức giá khoảng hơn 100k cũng như cái thiết kế nó cực kỳ là nực cười này, thì mình nghĩ các bạn không cần mình phải kết luận cho các bạn xem là đây là điện thoại mua để làm gì, đúng không? Thậm chí là nó không xứng đáng để mua làm máy phụ, mà nó nên làm đồ chơi thôi. Bởi vì tất cả các chức năng sử dụng kiểu nhắn tin, nghe gọi, bấm nó còn đều khó. Tất nhiên là với mức giá siêu rẻ như vậy thì nếu các bạn cần một cái máy để chỉ để gọi điện hay là nhận điện của shipper chẳng hạn thì dùng cũng ok. Còn tất cả các chức năng khác thì mình nghĩ đều nằm ở mức gọi là một trò đùa ấy. Đó, đúng là một trò đùa trên mạng ấy. Ok, xem đến đây đừng quên để lại một like, một subscribe nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.